Chào các bạn đến với channel VN Computer. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách rút tiền từ cây ATM của ngân hàng HD Bank nha các bạn. HD Bank là ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn cần phải chuẩn bị cái thẻ ATM ha. Sau đó thì các bạn đút vào khe thẻ ATM nha. Xong rồi các bạn nhấn vào cái nút tiếp tục nha các bạn, để mình tiếp tục thực hiện giao dịch nha. Khi đó thì hệ thống sẽ chuyển sang một cái giao diện là cho phép các bạn là chọn mệnh giá để rút tiền nha. Thì ở trên màn hình thì các bạn thấy đó, có rất là nhiều mệnh giá. Ví dụ bên trái nè, gồm có 200.000 đồng, 500.000 đồng, 1 triệu đồng. Bên phải thì có 1 triệu 500.000 đồng, 2 triệu đồng ha. Nếu như những mệnh giá này không phải là các mệnh giá mà các bạn muốn rút á, thì các bạn có thể là nhấn vào cái chỗ là số khác nè các bạn. Lúc này các bạn có thể là nhập một cái số tiền tùy ý từ bàn phím nha các bạn. Ở đây giả sử như tôi sẽ chọn cái mệnh giá có sẵn ở đây là 500.000 đồng để rút ha. Rồi tôi sẽ nhấn vào nút 500.000 đồng nha. Đây, hệ thống sẽ chuyển cái giao diện là hỏi các bạn chứ các bạn có muốn in hóa đơn hay là không. Thì nếu như các bạn không muốn in hóa đơn thì các bạn nhấn vào không ha. Còn nếu như các bạn muốn in ra một cái hóa đơn thì các bạn nhấn vào có để hệ thống in cho mình cái hóa đơn nha các bạn. Nãy giờ thì các bạn chưa thực hiện một cái công việc rất là quan trọng các bạn. Thì đến cái giao diện này thì hệ thống yêu cầu các bạn là phải nhập mật khẩu thẻ rồi ha. Nhập đúng mật khẩu thì các bạn mới có thể là rút được tiền nha. Thì lúc này các bạn nhập mật khẩu từ bàn phím ha. Cũng tùy theo loại thẻ các bạn. Có thẻ thì mật khẩu có 6 số ha. Có thẻ thì mật khẩu có 4 số thôi. Thì các bạn nhập đúng mật khẩu. Tiếp theo các bạn nhấn vào nút tiếp tục để mình xác nhận mật khẩu nha các bạn. Rồi, nếu như mật khẩu các bạn đúng rồi thì các bạn chờ khoảng vài giây ha, để hệ thống xử lý cái giao dịch của các bạn nha. Sau khi hệ thống xử lý giao dịch xong thì máy ATM sẽ trả ra cho các bạn, thứ nhất là tiền nè, thứ hai là thẻ ATM nè. Rồi bây giờ các bạn nhận tiền và nhận thẻ ATM là chúng ta sẽ kết thúc quá trình giao dịch nha các bạn. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn cách giao dịch rút tiền trên cây ATM HD Bank. Chúc các bạn thực hiện thành công nha. Cảm ơn các bạn xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.